Để hello chào tất cả mọi người ha. Bữa nay thì cũng có anh Lộc ở Cần Thơ, ảnh đặt thành phố Cần Thơ đặt máy em giá 3 triệu thôi. Đấy thì anh cũng mới đặt cái đợt thôi để em tranh thủ ngay bữa bữa nay cũng 16 rồi, 19 là đám giỗ nhà ấy, còn 2 ngày mình tranh thủ sửa mấy cái máy này với máy ấy. Thì bữa nay cũng đâu về mấy đồ mới à. Quay clip tại vì có mấy người điện hỏi anh máy anh tới chưa này kia cũng nhiều lắm. Tiện sau mấy ngày nay máy móc quá trời luôn mà mình cũng không biết làm sao. Mấy mấy cái máy sửa này không biết máy gì đây. Mình gỡ ra cho anh em coi. Ở đây còn 4 cây lận. Bây giờ mình tranh thủ tối nay mình sửa mấy cây máy này nha. Ủa giờ cũng đâu có lần nào như lần này đâu, sau bữa nay bữa trước cũng đâu 2-3 cây. Nhưng mà cái máy đợt trước là người ta lọt nước, ta sửa quấn miếng ắp lại, với cái máy ta đi lâu ta hư tục trặc thôi. Còn mấy cái máy này để mình coi đây. Sao vô thùng lạ đây, mình sẽ vô mình coi vậy. Tháo cho anh em coi thôi. Này sẵn anh em đây thì em này em tin thì mình lên đây mình không có để số điện thoại lại nha, tại vì số điện thoại lại công người ta điện mới công phiền với lại này kia nọ lắm, nhiều chuyện xảy ra lắm. Đây tên Thu thì Thu anh gửi cho mình đây. Anh gọi bỏ kiểu vuông. Máy này mình nhớ rồi, cái máy này ở trên Bình Dương anh kêu là nhờ anh nói anh ít đi mà anh đánh độ sâu anh cần bình gì á, anh kêu anh đổi lại cái máy 12 feet lớn đi 700 V, máy này 550 V nè. Anh kêu đổi lại nhưng máy này mình thấy hư đồ à, hư ảnh nói anh ít đi nhưng mà anh tháo ra chắc cũng có bị trục trặc gì hay gì, thấy trái con cảm rồi kìa. Đây con cảm nằm đây à, tăng điện chắc cũng dữ lắm hay gì, trái con cảm à, chứ máy này không có gì á. Với máy này đố có trái một lần nè à, máy này đố anh đi đánh trái một lần mà anh điện em anh liên hệ anh nói ấy đi đổi cho anh lại bộ rùa thì anh bù thêm em vài trăm ngàn. Cái máy này đã trái ngang, mình đã sửa lại cái máy này không biết đây bao lâu rồi, để mình bấm tên điện thoại lại đây. Lát mình vô mình bấm điện thoại lại cái cây cái máy này gửi bao lâu rồi nha. Đó, anh nói anh mới mua khoảng chừng tháng đi đâu có 5-6 lần á. Người này nói là nghĩ vậy là em nghĩ chắc nói dốc rồi, tại cái này giờ lên thì bản đồ trong cái ấy em bấm lên là ngày tháng có hết à. Nói chung là mấy cái này phải mình coi lại sao. Cái máy này đi đã từng trái một lần rồi, nằm mé đây mình chà mình thấy mình biết. Là máy đó không biết bị đi rồi đó bị hư cái gì á. Thì còn máy này ở Sóc Trăng. Đây chết luôn rồi nè, thấy không? Nè anh này ảnh ở ảnh tên đẹp ở Sóc Trăng mà không có số điện thoại à nè. Không có số điện thoại à, thấy không? Nè ở Sóc Trăng. Máy này không biết nhờ mình gì đây, mấy anh em này phải nhớ ghi cái số điện thoại cho em nha. Thà là thí dụ địa chỉ không có nhưng có số điện thoại mình sửa xong mình có thể alo lại được. Mà lấy địa chỉ được, còn trong khi gửi địa chỉ có mà số điện thoại không có sao vậy? Đấy, thì gửi mấy máy này cho anh em coi thôi. Mình chắc tối nay mình sẽ làm mấy cái máy này cho rồi quá, đừng sáng có gì mình gửi. Không biết kịp không? Này mà dòng máy này máy 37. Thì đây cũng cũ dữ rồi nè. Này cũ nhất không biết đi mấy tháng không biết tình trạng hư gì á. Nói chung đúc lại đi. Nè, máy này 37 ghi bút lông này mà câm à nè. Đấy. Thì ảnh không biết trục trặc gì mình gỡ ra coi, mà nói chung là mấy máy này sửa nhẹ tiền lắm anh em ơi. Không có nhiều đâu. Tại tùy theo cái máy mà đồ thôi. Nó trái một hay tụ hoặc nó hư một hay con ấy thì đâu có nhiêu tiền đâu. Sợ nhất là lọt nước với này kia nọ. Đấy, còn máy này ở cái gì? Về số điện thoại nha. Máy này ở Đắk Lắk. Đắk Lắk. Nè, Đắk Lắk à, gửi cho em à, tỉnh Đắk Lắk nha. Thì anh nhờ đây. Thì cái máy không biết có quen lạ gì không ai biết à. Nói chung là máy lạ em cũng ít có lãnh lắm. Tại anh em cũng biết rồi, bán số lượng nhiều thì đi thì bắt buộc phải có hư rồi. Không thời gian dài cũng thời gian ngắn cũng phải bắt buộc không phải có hư này hư kia rồi. Thì người ta gửi về mình sửa thôi, với lại mình lãnh mấy cái máy mới á là nó ít có ấy hơn. Nè, dòng máy này máy lạ rồi. Máy này đã lắc thì anh hình như anh nhờ sửa chạy hay là cân chỉnh gì cái đó cũng không biết à. Là lạ thì mình gửi cho anh em coi thôi. Chứ mình thì mấy máy mình thì anh em cứ nghĩ đi, cái máy nhầm khi anh em hỏi ủa sao không làm clip máy em sửa, nói chung là một hai clip mà thôi chứ. Thử một cái bản nhạc hoặc là một cái bản hài anh em hay mà anh em coi đi năm bay mấy lần thì bắt buộc nó cũng phải chán à. Dù là cho cái clip người ta làm hay cỡ nào luôn á, hài hoặc là phim hay là anh em coi cái gì mà chừng 5-10 lần là bắt buộc là nó chán rồi, khỏi gần mà nhiều nên em ít khi nào em quay cái máy mình á, tại máy mình quay hoài cái chán lắm. Thì Đắk Lắk anh nhờ em sửa, mà biết sửa làm sao mình sẽ liên hệ lại nha. Hay máy này một miếng áp chạy E55, trước mắt là thấy trái phép rồi á. Chạy này bích này thì của anh, cái là chạy này thì của Hoàng Long á, bo này bông của Hoàng Long, hồi đó mình có mua nhiều. Rồi bắt đầu mình chạy khu mình á, bắt cá không nó bị kén nước với nó đẹp cũng y như dòng máy Trung Quốc á. Nè kích đơn giản thôi nè,
âm dương lấy nguồn thôi, này hai chân ra kích 1 chân 3 là xong rồi, dàn bâm này cấp âm dương vậy là xong rồi, nó tắt mở xung rồi xong rồi, nó đơn giản vậy thôi chứ không có gì có sẵn tới đây à, gắn cũng dễ lắm, cũng như 5-3 chế độ á. Máy này gắn 4 tụ này thì cái này giờ gắn lại 2 tụ này cũng đúng rồi. Nói chung là vậy mình đánh nhân áp, cái này đánh nhân áp chắc rồi nè, chọn đây không biết nhân áp hay cầu rồi, cái này mình tháo ra sau nha. Thì máy này không biết anh nhờ sửa làm sao thì mình sẽ lô lại nha. Đó, thì mình sẽ đút vô hộp lại luôn để có công lộn. 4 cây bữa nay 4 cây tại mình thấy nhiều nhiều rồi, sẵn mình đăng cho anh em coi luôn rồi, đừng anh em khỏi ra khỏi ngóng đấy. Thì mình nhớ là thì lên đây mình chỉ che số điện thoại, điện thoại số còn đầy đủ nha, nhưng mình che lại đi để có công anh em người ta bấm điện người ta phiền phức lắm đó. Đây thì đây số nhà số địa chỉ vẫn còn ấy, thì anh em coi kỹ nha. Anh này ảnh tin gì, tin tin gì ở Đắk Lắk à, nhận được à. Đó, làm vậy đừng cho anh em khỏi liên hệ mình, điện mình hỏi, tại lớp mình làm lớp khi mình hỏi nữa. Đấy, còn cái này thì anh ở Dũng. Dũng ở gì? Huyện Quảng Trị. Gì Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Dữ ta, sai với tại máy này mấy máy quen máy lạ sai với ta. Tại giờ đó mình có bán mấy dòng máy mình á mà đi xa mình họ đâu nhớ nổi đâu, mình bán quá trời rồi. Nói chung người ta thích rồi. Thôi máy này máy có người lạ hay gì rồi, lạ người ta nhờ sửa nữa hay gì à? Thì nói chung là mấy cái máy lạ là hình như là người ta lên mạng người ta chụp hình hết rồi nha. Tại vì á chụp hình gửi cho em thấy còn mới còn nguyên vẹn. Chứ còn cái máy mà anh em đi 2-3 năm trời nó xét xẹt mẹ hết rồi, giờ sửa về đi 1-2 sao được. Cái máy này triệu tư nằm ở Quảng Trị. Ủa sao có lại có ghi giá triệu tư đây ta. Cái này cài lại 10 ôm ở cái này bữa mình làm lại à, mình chỉ gì ta làm lại cái gì à? Người ta ở nhà người ta thay vô không được nữa nè, nè nó lấy con điện trở 1 ký kích luôn à, con điện trở này đỏ giấy này là 1 ký hay gì à, hay là 47 ôm ta, lấy con điện trở 2 gạch màu này à, không biết cái máy này nó bị gì mà có gỡ sửa rồi nè. Đó, thì mình sẽ coi mình sửa lại cái này cho, hình như máy này bữa có quấn tâm khô lại à, mà biết máy này máy gì á, gỡ đâu con phép đây từ lưa nữa nè. Đó, thì mình sẽ liên hệ lại sau nha. Máy này bữa mình làm, máy này của anh chị. Nay hình như máy này nay không biết bao lâu rồi. Hồi đó người ta mua máy mình người ta nhờ làm lại hay gì á, thì mình sẽ liên hệ lại sau nha. Đó, nói chung mình nhận được máy mình báo rồi á.